xuống anh ạ. À. Xong hết tóc rồi. Giờ anh làm cho em xù não luôn nè. Rồi bé đầu canh tre đi không rồi mẹ biết đâu đường về khi đi khăn ngồi liếm mép mình bóc meo meo đó. Không bà đến thai rồi. Hay quá em thế nào cũng được lên thứ hai rồi cũng xuống lại à. Hả? Vậy làm thế nào để biết lỗ nào có điện? Mình đút tay vô thử không? Đút tay vô thử hả? Châu Âu là Philippines. Ở Philippines là không Philippines. Rất vui gặp lại quý vị tuần này với chương trình Nhanh Như Chớp. Còn ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai đội chơi. Đội đầu tiên xin giới thiệu Lan Hương, Khánh Hiền và Mạc Văn Khoa. Mời các bạn vào vị trí. Và đối đầu với họ, Quang Đại, Hoàng Rapper và Vũ Ngọc Ánh. Xin mời. Ai xa. Mời vào vị trí. Luôn xuất hiện trong chương trình này là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, đó chính là Quý Ông Tia Chấp. Có càng chơi càng nhục như vậy chứ. hai đứa đó học cùng trường hả? Trong bài hát Mẹ Yêu Không Nào Vì Sao Con Cò Bị Lạc Đường. Ủa Mẹ Yêu Không Nào thì liên quan gì tới con cò? Dạ có. Oh my god, tuổi thơ của tôi đâu rồi? Oh my god. Thanh Long, Không Hàn có ruột màu gì? Cho màu trắng nhô đi. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc sơ về luật để mọi người cùng hiểu. Hai đội sẽ cử một người ra đấu với người còn lại ở đội bên kia. Sẽ có tất cả là 5 lần đấu, tuy nhiên đội nào về trước 3 điểm sẽ là đội chiến thắng. Có chung một bộ câu hỏi là 15 câu hỏi trả lời trong vòng 2 phút. Khi trả lời đúng một câu thì cái ghế này sẽ lên một nấc, cứ thế mà lên trên cao. Nếu sai ở bất cứ vị trí nào sẽ tụt về vị trí ban đầu. Tuy nhiên điểm những câu trúng liên tiếp sẽ giữ. Sau một lượt đối đầu, ai điểm cao hơn là thắng. Còn nếu như hai bên cùng điểm thì không có đội nào có điểm cả. Đội thua trong vòng đối đầu sẽ ra về với phần thưởng trị giá 9 triệu đồng. Còn đội thắng thì sẽ bước vào vòng đặc biệt. Sẵn sàng chưa? Mời chọn người đầu tiên để thi đấu. Được rồi, mấy thằng xấu đi trước rồi. Để em làm thấy cho. Rồi, bên đây chọn Hoàng Đáp Bơm. Bên kia chọn ai? Hãy để người đàn ông duy nhất làm điều này. Ai sẽ là người lên cái ghế đó trước? Em luôn nhường những người lớn. Quá đôi tay. Em nhường cái, em nhường cái. Đôi tay nè. Rồi, 3, 2, vô. Hey. Rồi, thắng lên trước. Ôi, em biết em thắng. Rồi, 300. Bây giờ chúng ta chờ xem Mạc Văn Khoa sẽ vượt qua thử thách như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp. Bạn phải đến đâu thì mới được ăn Thanh Long? À, thường thường thì ăn Thanh Long phải tới chỗ bán Thanh Long đúng không? Chính xác. Trả lời đại em hả chú? Vậy Thanh Long quá. Là đặc sản của địa phương nào? Thanh Long chứ em chỉ mua hỏi bao nhiêu tiền một ký thôi chứ không hỏi là cái này ở đâu. Chứ em nhớ hình như Bình Phước. Bình Phước tiêu điều của mà. Bình Phước là cao su với điều mà. Chỉ nhớ con người có lúc sai mà. Không, chính xác. Em tưởng là câu hỏi đầu tiên là Thăng Long tới đâu thì câu hỏi kia là chị mình chỉ hỏi để chi tiết thêm cái câu đó thôi, còn chưa thấy câu thứ hai chứ. Bây giờ là câu thứ ba này. Thanh Long ruột đỏ có hạt không? Có. Chính xác. Hạt màu đen. Đâu có hỏi đâu. Em bổ sung kiến thức cho mọi người thôi. Dùng kiến thức. Vậy chính xác Thanh Long hạt màu gì? Màu đen đó. Câu này hỏi cho vui, hỏi cho vui. Tại em trả lời rồi, hỏi chi nữa. Câu này hỏi thiệt nè. Vậy Thanh Long không hạt có ruột màu gì? Trả lời đi. Trả lời đi, căng thẳng làm cái gì? Màu trắng.
Em tìm trên thế giới này. Không có thằng Long nào không có ruột hết, là không có hột hết á. Nhưng mà em đã trả lời rồi, không chính xác. Đúng rồi. Không có được một câu. Cứ được một câu lên lại xuống anh ạ. À. Thì đời lên xuống mà. Nghe cho kỹ nha, câu này rất dễ luôn, không có gì khó hết. Mẹ cô bé Lọ Lem trước khi sinh đã ước. Ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gì? Go Moon. Không chính xác. Không chính xác. Ủa tóc đen như gì ta? Tóc đen gì kệ đi, đây không phải cô bé Lọ Lem nha. Bạch Tuyết, chứ phải cô bé Lọ Lem. Ờ đúng rồi. Tiếp theo nha. Trong bài hát Rửa mặt như mèo, tại sao con mèo lại ngồi liếm mép? Hát lớn lên luôn. Mèo 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 rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ khen. Cái chỗ đó đó. Anh học đâu, anh học đâu mà ngồi liếm mép. Rồi trả lời đi. Tại vì không đi học, không đi học. Không chính xác. Em lấy cái quyền gì mà em sửa lời bài hát người ta? Vậy là em hát sai hả? Anh hát đi để em hát theo mẹ. Đi học đâu mà giờ... Không. Khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép. Trời. Sao càng chơi càng nhục như vậy chứ? Chơi càng nhục như vậy chứ? Lấy lại tinh thần nè. Trong bài hát Mẹ yêu không nào. Nhớ về đó chưa? Dạ em biết rồi. Gọi bé đậu canh tre đi không hỏi mẹ biết đâu đường về. Khi đi khăn ngồi liếm mép, vóc meo meo đó. Không, bài đấy sai rồi. Rồi, nghe lại nha. Trong bài hát Mẹ yêu không nào, vì sao con cò bị lạc đường? Tại không hỏi mẹ. Chính xác. Hay quá. Vẫn mất một. Hay quá, em thế nào cũng được lên số 2 rồi cũng xuống lại à. Hả? Tiếp tục với cái ý hồi nãy. Vậy trong thực tế, nếu gặp một con cò biết xin phép, bạn sẽ làm gì? Sẽ bỏ đi. Vì sao? Bởi vì nó xin phép nó không bị lạc đường. Lúc đó mình đâu phải giúp nó đâu. Hợp lý mà. Bây giờ nè, anh em đi ra đường, em thấy con cò chạy lại. Anh mặc anh Khoa đi đâu đó. Em sao? Em bỏ chạy. Tại sao bỏ chạy? Tại sao con cò biết nói chứ? Ôi trời kia. Vậy tại sao nãy em trả lời vậy? Tại vì trong bài hát nó nói là không hỏi mẹ, là nó định nghĩa con cò nó biết nói rồi. Vậy em vẫn bám theo bài hát, phải tôn trọng câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi của anh là vậy trong thực tế mà. Không chính xác. Sửa rồi. Châu lục nào hầu như không có hoang mạc? Quá dễ. Châu đại dương là nó bao gồm nhiều biển á. Biển thì rất là ít sa mạc. Trời ơi là trời. Cái đó gọi là châu đại dương à? Châu đốc. Cần chính xác. Châu Âu ai chả biết. Châu Âu ví dụ như có những nước nào? Châu Âu là Philippines. Philippines à? Không, Philippines quá. Bây giờ em chỉ cần đưa ra ba nước thuộc châu Âu là em đúng câu này luôn. Pháp. Đúng. Đúng. Đức. Đúng. Đúng. Italia. Đúng. Đúng. Cái này là câu hỏi bên lề thôi, nó không có trong cái bộ câu hỏi. Anh mới nói là được ba câu rồi, anh chấp nhận mà. Anh nói cho vui thôi. Đúng rồi. Câu này dễ nè. Có ba con kiến cùng đi qua một chiếc cầu. Con thứ nhất nói rằng phía sau nó có hai con kiến. Con thứ hai nói rằng phía sau nó có một con kiến. Và con thứ ba nói rằng phía sau nó lại có hai con kiến. Tại sao con thứ ba lại nói như vậy? Sắp hết giờ. Âm nhạc báo sắp hết giờ. Con thứ ba đi ngược chiều. Chính xác. Như vậy là thời gian hết rồi. Mạc Văn Khoa đã rất xuất sắc một câu. Wow. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ chia tay Mạc Văn Khoa và gặp lại Hoàng Rapper. Bây giờ em đoán đi, hồi nãy Mạc Văn Khoa đúng bao nhiêu câu?
Trời ơi, em thấy chờ lâu quá chừng á, chắc lên tới câu 7, câu 8, câu 9, câu 10 luôn á. Cái đó là thường rồi. Hả? Câu số 1, câu số 1. Đúng có câu rồi. Sao đâu lâu vậy? Đúng một câu. À. Đúng có lớn, lên trên lời sai xuống lại. Đó cứ vậy 5 lần. À. Mình hạn chế phân tích người thi trước đi. Rồi, mời Hoàng rapper. Dạ. Rồi, về dạy gái cổ vũ nè. Thưa quý vị, hãy xem anh Hoàng rapper có thể phá được cái kỷ lục của Mạc Văn Khoa hay không trong chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi sẽ bắt đầu. Bạn phải đến đâu thì mới được ăn thăng long? Thăng long hả? Tới vườn thăng long chứ đâu? Không chính xác, đến đâu cũng ăn được. À, ở đâu có bán rồi. Hả? Vâng. Câu hỏi tiếp theo. Vậy thanh long là đặc sản của địa phương nào? Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia. Không chính xác. Không chính xác. Em nói là địa phương mà. Đáp án của câu hỏi này là Phan Thiết, Bình Thuận. Ở dưới Long An cũng có trồng, ở Tiền Giang cũng có trồng, nhưng mà đặc sản vùng miền nổi trội là thuộc về Bình Thuận, Phan Thiết Bình Thuận. Nhiều nhất. Hiểu không? Chứ phải này là... cái món em không thích, năm nay em không có biết. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thanh long ruột đỏ có hạt hay không? Có. Chính xác. Vậy thanh long không hạt có ruột màu gì? Không hạt hả? Dạ. Cho màu trắng như màu gì? Màu trắng. Màu trắng. Anh trả lời giống y chang Hoa luôn. Không chính xác, bạn mời xuống. Rồi, câu hỏi tiếp theo sẽ là mẹ cô bé Lọ Lem trước khi sinh đã ước, ước gì ta để được một con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gì? Tóc đen hả? Trời ơi. Mút, 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 mút. Giống nhau vậy. Mút. Ủa, hai đứa đó học cùng trường hả? Không chính xác. Em đang nói là cô bé Lọ Lem mà. Còn cái câu chuyện này là gì? À, về Bạch Tuyết hả? Dạ, đúng rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo. Trong bài hát Rửa Mặt Như Mèo, tại sao con mèo lại ngồi liếm mép? Chuyện của nó chứ ai biết được mà. Mèo 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 rửa mặt như mèo. Thôi thôi, lâu nhận được mèo. Đi học đâu? Đi học đâu? Đi học đâu mà ngồi liếm mép? Không phải. Cái gì? Sáng sớm lại làm cái gì? Không có nhắc, không có nhắc. Trời ơi, ủa, tại sao nó liếm mép? Tại vì nó quanh răng, nó rửa mặt. Không chính xác. Ủa? Vì nó không có khăn mặt. Ủa có nữa hả? Dạ có. Oh my god, tuổi thơ của tôi đâu rồi? Oh my god. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong bài hát Mẹ Yêu Không Nào, vì sao con cò bị lạc đường? Ủa, mẹ yêu không nào thì liên quan gì tới con cò? À vậy hả? Trả lời đi. Không lời. Có, không có liên quan. Có. Đó hả? Cò bé bé đậu cành tre đi con, hỏi mẹ biết đi được nào? Khi đi em hỏi, khi về em chào. Trả lời đi. Vì sao con cò bị lạc đường? Em hát rồi đó. Đừng nói nữa. Vì sao bị lạc đường hả? Dạ. Tại không chịu chào. Không chịu chào. Không chịu chào. Không chịu chào. Không chính xác. Kỳ hả? Đáp án là vì nó không hỏi đường. Câu hỏi tiếp theo. Vậy trong thực tế, nếu gặp một con cò biết xin phép, bạn sẽ làm gì? Một con cò biết xin phép. Dạ. Mình sẽ làm gì? Dạ. Anh em... sẽ làm gì á? Tôi sẽ bắt nó lại, rồi tôi gọi điện thoại cho cái nhà khoa học tới nghiên cứu nó. Nó biết nói gì ông nội đâu. Nó biết nói gì ông nội đâu. Đó. Chết rồi. Ủa dạ. Anh ráng làm sao cho nó thắng một lần nữa. Tôi làm thắng hết luôn nha. Nha. Câu hỏi tiếp theo. Châu lục nào hầu như không có hoang mạc? Châu lục nào hầu như không có hoang mạc? Châu Đại Dương. Châu Đại Dương. Châu Đại Dương. Trời. Anh trả lời giống y chang Khoa. Không chính xác. Còn đúng một câu. Đáp án là châu Âu. Thí dụ hồi nãy nói châu Đốc là Trung rồi. Em cũng trả lời châu Đốc luôn. Rồi có bị châu Âu thì cũng bị cười như thế này nè. Rồi,
có ba con kiến cùng đi qua cầu. Con thứ nhất nói phía sau nó có hai con kiến, con thứ hai nói phía sau nó có một con kiến, con thứ ba nói phía sau có hai con kiến. Tại sao con thứ ba lại nói vậy? Thì có hai con kiến phía trước. Không chính xác. Không chính xác luôn. Đáp án của câu này là con thứ ba đi lùi, hoặc là con ba con kiến đi hành tròn. Anh Hoàng Rapper được một câu. Chú người con ở bảng nào? Cái này bảng xếp hạng âm nhạc. Nếu ri là con bây giờ là lượt tiếp theo, xin hãy chọn. Hay cho anh Lê một lần nữa. Cái đó thì lần sau đi, ha. Để lần sau đi. Lan Hương và Vũ Ngọc Ánh, xin mời. Ai sẽ là người lên ghế trước? Tôi xì nữa. Ủa, anh xì trước đi, tính sao? Anh Giang không thích chơi, lên là lên à. 1, 2, 3 2, 3 Rồi, mập lên trước. Đáp đi. Rồi, xin mời ghế lên. Không lên nữa không? Quỳ ơi, tích đất đi em à. Không có người quen anh, cho nên là em phải nhẹ nhàng. Vì sao những người khác ghế lên nhanh lắm mà riêng Vũ Ánh là ghế lên rất chậm? Tại vì em đẹp. Tại vì em nặng. Trời ơi. Tại vì em đẹp. Tuyệt vời không? Xù hết tóc rồi. Giờ anh làm cho em xù não luôn nè. Động viên em nó cái. Ráng đi mập, ráng lên. Trời ơi. Chúng ta hãy cùng chờ xem Vũ Ngọc Ánh sẽ vượt qua thử thách như thế nào trong Nhanh Như Chớp. Trong bài hát Chú Voi Con ở bản Đôn, chú voi con đến từ đâu? Từ bản Đôn. Không chính xác. Ai thuộc bài này không? Chú voi con từ ở bản già. Đôn chưa có nhà nên con trẻ con từ rừng già. Đó, đến với con người cho đến cao bằng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ok, trả lời theo. Nhanh quá. Chúng ta bắt đầu đi tìm lai lịch của chú voi con. Ai là mẹ của chú voi con? Voi mẹ. Chính xác. Câu dễ dàng. Vậy chú voi con ở bản nào? Anh nói gì nghe không rõ. Vậy chú voi con ở bản nào? Trời đất ơi, cái tựa đề bài hát là gì? Bản nào? Cho nên bản xếp hạng âm nhạc. Anh nói lại coi. Trời ơi, cái bản chị. Cái tựa đề chú voi con ở bản chị. Không phải, vậy anh nói lại đi. Tại vì cái câu này chẳng lẽ nó dễ như vậy. Ừ, là vậy đó chị. Trời ơi, không đơn giản như trời sáng hẳn đi em ơi. Đúng rồi chị ơi. Vậy chú voi con ở bản nào? Bản Đôn. Ở bản Đôn đúng không? Ừ. Không chính xác. Đấy chứ là bạn nào chú lý vậy? Bạn nào có voi mẹ đẻ thì có voi con. Vậy thôi. Anh đâu hỏi cho bài hát đâu. Thấy chưa, rõ ràng em biết là cái câu này nó không đơn giản như vậy mà. Ức chế quá. Ừ. Nếu Ri là con gái của Giang, vậy Giang là gì của bố Ri? Là gì của bố Ri? Con là ông nội. Ri với Giang là cái gì? Câu hỏi là gì quên rồi ta? Giang và bố Ri là một. Biết là một rồi, nhưng mà Giang là gì của bố Ri? Là vợ. Trời ơi, con mà trở thành vợ là sao vậy trời? Không chính xác. Ủa là sao? Giang là tên của bố Ri. Thôi tiếp đi. Rồi tiếp theo, một chiếc máy bay chở 500 trái sầu riêng, một trái bị rơi ra ngoài, hỏi trên máy bay còn bao nhiêu trái sầu riêng? Có mẹ không vậy? 499 trái. Chính xác. Đơn giản vậy hả? Ủa câu mà 500 là cái gì vậy trời? Chính có đâu suy nghĩ. Câu của anh nó không bao giờ nó bình thường hết trơn á. Tiếp theo, hai người đàn ông đang câu cá, bỗng một người tự nhiên lăn ra xỉu, tại sao? Bị cháy sầu riêng đó xuống đầu hả? Chính xác. Cái gì? Ai rồi ăn bánh xa hả? Một ổ điện thường có hai lỗ để cắm vào, vậy cả hai lỗ đều có điện, đúng hay sai? Đúng. Không chính xác. Chỉ có một lỗ có điện. Cái này là cái câu hỏi về khoa học thôi mà dễ mà. Vậy làm thế nào để biết lỗ nào có điện? Lấy bút thử điện. Chính xác. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi bạn dùng nó và xám khi bạn vứt nó? Quá dễ. Cái gì? Hết giờ. Trời ơi, giận quá. Vũ Ngọc Ánh đã mang về hai câu trả lời chính xác liên tiếp. Chúc mừng.
Vậy là nhỏ này cùng chơi rồi đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chia tay Vương Ảnh, chúng ta đến với Lan Hương, xin mời. Chị Ảnh mới trả lời được có hai câu thôi. Hai câu hả chị? Hai câu đúng liên tiếp á. Chắc cũng khó. Vượt qua dễ mà. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Xin mời lên đi. Anh sẽ đưa lên trên kia. Xong rồi anh thả em xuống như chị Ngọc Ánh vậy đó. Rồi lên cưng. Lên thôi. Sao cảm giác sao? Ổn không? Dạ lên thì nó ổn mà em mới lên xuống thì... nó sao vậy? À. Rồi được rồi. Em nó con gái mà. Trời. Lan Hương sẽ chơi như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp? Câu hỏi sẽ bắt đầu trong bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn. Chú Voi Con đến từ đâu? Từ Bản Đôn. Ừ đúng rồi. Ở Bản Đôn. Em thuộc bài đó không? Em thuộc bài đó không? Dạ. Chú Voi Con ở Bản Đôn chưa có nghe nên còn trẻ con. Rồi em thuộc có một câu à? Từ rừng già. À từ rừng già. Chú nó, đến. Nó mới là đáp án đúng chính xác. Chú sao vậy? Đáp án không chính xác. Không sao, có mới câu đầu. Không sao, không sao, không sao. Ai là mẹ của chú Voi Con? Là con do mẹ đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Vậy chú Voi Con ở bản nào? Cái để bài kia đó. Ở Bản Đôn. Không chính xác. Đáp án là ở bản nào có voi đẻ thì sẽ có voi con. Đơn giản vậy thôi. Nếu Ri là con gái của anh Giang thì Giang là cái gì của bố Ri? Chị là con gái của anh Giang. Vậy anh Giang là con hả? Con hả? Không chính xác. Đáp án là Giang là tên của bố Ri. À. Dễ lắm, cái này dễ lắm nha. Một chiếc máy bay chở 500 trái sầu riêng, một trái bị rơi ra ngoài thì hỏi trên máy bay còn bao nhiêu trái sầu riêng? Trời dễ luôn em ơi. Yeah. Cứ bình thường trả lời thôi. Mà chọn là cái bài á. 499. Chính xác. Dễ kỳ quá, anh chơi Giang quá. Giang đâu chứ tôi gửi ơi. Con áo hồng nha. Hai người đàn ông đang câu cá, bỗng một người tự nhiên lăn ra xỉu. Tại sao vậy? Tại vì mệt. Trước khi Harry nói câu này thì Harry nói gì? À, nó liên quan tới cái máy bay hả chị? Đúng rồi. À, tới thật riêng rớt đúng đạo. Đúng không? Cái đang ra xỉu. Đúng rồi, nhưng mà lúc đầu trả lời không. Ô, không có đúng nên à? Không chính xác. Ồ, anh thấy bị mệt theo em rồi đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Một ô điện thường có hai lỗ để cắm vào. Vậy cả hai lỗ đều có điện, đúng hay sai? Sai hả? Sai. Tại sao lại sai vậy? Tại vì nó không có đúng. Cái gì vậy trời? Chính xác. Mà hợp lý mà. Rồi chính xác. Chứ sao đúng. Hợp lý. Rồi câu hỏi tiếp theo. Vậy làm thế nào để biết lỗ nào có điện? Mình đút tay vô thử hả? Đút tay vô thử hả? Cũng chính xác mà. Cái gì cũng được mà đúng không? Một lần duy nhất. Chính xác. Mẹ không đút đâu. Cái này là chúng ta gọi là trả lời cho vui thôi nha. Về nhà đừng có thử nha. Anh thử cũng được anh. Không, anh không có bệnh gì đâu. Phải dùng cái bút thử điện chuyên dụng á. Thì bên nào sáng thì bên đó có điện. Đơn giản vậy thôi. Thêm một câu nữa thôi là thắng nha. Cố vũ thêm đi. Ráng nha. Cố lên em ơi. Cố lên. Anh làm hữu điện em. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi bạn dùng nó và xám khi bạn vứt nó? Dễ mà ta. Dễ, cái này dễ nha. Quá dễ luôn. Con này quá dễ luôn. Nó nghĩ bậc thang. Rồi. Mèo trắng là bạn của mèo đen. Mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng. Một thời gian sau mèo trắng gặp lại mèo đen. Mèo mèo kêu mèo mèo đúng không? Hả? Cái kêu mèo mèo đúng không? Trả lời là mèo không biết nói. Ta chưa hỏi xong mà tài lên. Chưa hỏi xong mà. Tại mấy hết giờ rồi. Ý là một thời gian sau gặp lại con mèo thì con mèo sẽ kêu gì đúng không? Mèo mèo trắng sẽ nói gì? Thì kêu meo meo, con mèo biết nói đâu, nó kêu meo meo thôi. Đúng rồi đó. Đúng rồi, vỗ tay hay quá. Đúng rồi, đúng rồi. Ông Quy vô lên lại đi ông Quy. Dù đúng hay không thì cũng đã chiến thắng rồi. Chiến thắng rồi. Chiến thắng. Như vậy là Lan Hương đã trúng đáp án liên tiếp
4 câu. Xin chúc mừng. Câu này hay nè. Harry Won bao nhiêu tuổi? Bạn không thể ăn gì vào bữa sáng? Chưa ăn tối. Chính xác. Wow. Thì ngày hôm nay tôi xác định luôn con nhà người ta là quan đại. À vậy hả? Chuẩn bị xuống nè em. Lượt vừa rồi thì đội chiến thắng thuộc về đội Mạc Văn Khoa. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem lượt tiếp theo đội nào sẽ mang về chiến thắng. Còn lại là Quang Đại và Khánh Hiền, xin mời. Rẹt lên. Cố lên. Yeah, cố lên đà. Nè, cố lên. Ai lên ghế trước? Em. Mời Hiền vào bên trong. Mời Quang Đại thư ghế. Không sao đâu Đại, ở trên đó em vẫn còn rất đẹp trai. Ráng lên. Anh chị ủng hộ em. Trời xuống. Anh ấy rất tỉnh và đẹp trai. Chúng ta cùng đến với Quang Đại trong chương trình Nhanh Như Chớp. Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ? Thang máy. Chính xác. Lịch nào dài nhất? Lịch sử. Chính xác. Trong một cuộc đua, nếu bạn vượt qua được người cuối cùng, bạn sẽ giành vị trí thứ mấy? Kế cuối. Chính xác. Bạn không thể ăn gì vào bữa sáng? Chưa ăn tối. Chính xác. Trong bài hát Ngày Đầu Tiên Đi Học, mẹ đưa em đến trường bằng phương tiện gì? Đi bộ. Chính xác. Nhìn đi, nhìn người ta đi. Thì ngày hôm nay tôi xác định luôn con nhà người ta là Quang Đại. Trong bài hát Cháu Lên Ba, ba của cháu được nhắc đến trong câu hát thứ mấy? Không có nhắc tới ba. Không, chính xác. Có mà. Chỉ có ba đón về đó. Ba vào nhà, máy. Ba vào nhà máy. Ok ok. Ông bà vui cái cày. Ok ok. Đó. Có bao nhiêu chữ la trong bài hát Cháu Lên Ba? Là đó. Vĩnh cửu. Bây giờ tình yêu vĩnh cửu cũ. Hả? Chín chữ. Chín chữ không, chính xác. Chỉ có bốn mà thôi. Là lá, là la, là lá, là la. Là. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng? Và lúc đồng hồ hư. Đồng hồ hư, chính xác. Củ khoai tây đầu tiên được con người tìm thấy ở đâu? Ở dưới đất. Dưới đất. Ở cũng chính xác. Chính xác. Trời ơi, hay quá. Câu này khó nè, đừng tưởng bở. Một cầu vồng có mấy màu? Cầu vồng có 7 màu. Chính xác. Vậy ba cầu vồng có mấy màu? 7 màu. Chính xác. Câu này hay nè. Harry Won bao nhiêu tuổi? Kỳ quá. Tâm lập đó, tâm lập đó. Cái sao có thể nhắc một cái trắng trợn như vậy được? Đúng, đúng rồi. Anh tử sủ, ấp sủ, Harry Won, nhiều tuổi hơn em. Câu đó là hỏi vui thôi, giờ mới vô thiệt nè. Tên thật của Harry Won là gì? Trời ơi trời. Esther, Lou Esther. Đúng rồi. Chính xác. Từ gì bỏ dấu ta được một loại vũ khí? Bỏ chữ đầu ta được một loài hoa, bỏ chữ cuối ta được một loài động vật. Từ gì bỏ dấu? Này là chơi chữ đó. Thôi xuống đi. Xuống đi à? Trả lời, phải trả lời. Từ gì? Chữ gì, chữ gì? Xuống. Xuống. Không, chính xác. Đó chính là chữ chồng. Chồng. Bỏ dấu là thành chồng, là phụ ký. Bỏ chữ đầu là hồng, là một loài hoa. Và bỏ chữ G là chồn. Ok, ok. Đó, khó là quá. Một loài động vật. Quang Đại sau thời gian xuất sắc đã mang về được tất cả là 5 câu trả lời đúng liên tiếp. Xin chúc mừng. Chào đón sự trở lại của Khánh Hiền. Năm.
5 câu. Những câu khó trả lời được hết, câu dễ trắc quất. Rồi, thôi, mời lên ghế. Mời vào. Mời thử ghế. 3, 2, 1, lên. Lên là lên là lên à. Trời ơi, ghê. Lên à. Rồi, xuống được rồi. Em thích mà. Chưa kịp phản ứng. Chào đón Thiền trong nhanh như chớp. Cái gì đi lên, đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ? Đi lên, đi xuống. Cái bàn. Ủa? Không, chính xác. Đi lên, đi xuống mà vẫn nguyên một chỗ, đó chính là thang máy. Hoặc là cái đo nhiệt độ lên xuống thì nó vẫn nằm ở đó thôi. Lịch nào dài nhất? Điện thoại. Mở. Lịch. Đau quá, chương trình về coi âm lịch, dương lịch đó. Đi học với chị, đi học, đi học. Lịch. Không, chính xác. Lịch dài nhất là lịch sử. Dạ. Trong một cuộc đua, nếu bạn vượt qua được người cuối cùng, bạn sẽ giành vị trí thứ mấy? Thứ nhất. Khoan, xí. Xí cái gì, trời ơi, xí cái gì nữa. Mình về, anh nào lại câu hỏi đi. Vượt qua người cuối cùng, mình okay. Đứng thứ mấy? Người ta ăn gái mà mình cho người ta nghe. Đúng lại. Rồi anh. Trong một cuộc đua, nếu bạn vượt qua được người cuối cùng, bạn sẽ giành vị trí thứ mấy? Về bét. Chúng tôi đã rất ưu ái. Xin một lần nữa. Trong một cuộc đua, nếu bạn vượt qua được người cuối cùng, bạn sẽ giành vị trí thứ mấy? Vị trí cuối cùng. Vượt qua người cuối cùng. Cuối cùng. Anh là người cuối cùng nè. Vượt qua người cuối cùng thứ mấy? Thứ cuối. Trời ơi, kế cuối mà. Kế cuối. À, kế cuối. Không, chính xác. Đó là vị trí kế cuối. Em chưa được lên luôn á. Em chưa được lên luôn hả? Dạ. Cái này lên được nè. Bạn không thể ăn gì vào bữa sáng. Thường em nói chồng em là buổi sáng là em không ăn đòn đâu á. Anh cái đó, con cái đó là có thể ăn được chứ có không, ăn được chứ không phải là không thể. Có đó. Không thể ăn. Đừng ăn gì vào buổi sáng. Ăn chua. Im đi. Ăn chua hả? Anh ăn phở nó chắc chắn vô được mà. Không, chính xác. Bữa sáng mình không thể nào ăn được bữa trưa hoặc bữa tối. Trong bài hát ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường bằng phương tiện gì? Đi bộ. Chính xác. À vậy hả? Chuẩn bị xuống nè em. Trong bài hát cháu lên ba, ba của cháu được nhắc đến trong câu hát thứ mấy? Cháu lên ba cho dù mâu giáo, cô thương cháu thì cháu không khóc nhè. Dạ thứ tư. Chính xác. Có bao nhiêu chữ la trong bài hát cháu lên ba? La 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 la. 8 câu. Không, chính xác. 4 mà thôi. La 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 la. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng? 1 giờ. 1 giờ, đúng rồi, 13 giờ. 1 giờ 13 lần. Không, chính xác. Đồng hồ chỉ gõ 12 tiếng là hết giá rồi. Đúng rồi. Nó gọi tiếng 13 là tốn tiền sửa đó. Củ khoai tây đầu tiên được tìm thấy ở đâu? Châu Âu. Trong chai nước ai để rớt dưới đất người ta? Chai nước ai để rớt dưới đất? Châu Âu, châu Âu. Không có chai nước rớt dưới đất nè. Thế em phải đây. Trời ơi. Tôi chắc bạn đây. Tôi chắc bạn phát hiện đầu tiên ở đâu? Tôi chắc bạn ở dưới đất. Chính xác. Cái này khó nè. Một cái cầu vồng có mấy màu? 7 màu. Chính xác. Ba cầu vồng có mấy màu? Ba cầu vồng có 21 màu. 21 màu. 21 màu. Một bài. Câu chính xác. Tên thật của chồng Harry Won là gì? Trấn Thành. Rồi, vậy thì tên thật của Harry Won là gì? Không biết luôn. Phải trả lời. Tên thật của Harry là không biết. Harry Won. Không, chính xác. Edson Lu. Từ gì bỏ dấu ta được một loại vũ khí? Bỏ chữ đầu ta được một loài hoa. Bỏ chữ cuối ta được một loài động vật. Vũ khí, vũ khí, vũ khí. Dao, kiếm, súng. Hết giờ. Hết giờ. Như vậy là xong lượt chơi này thì Khánh Hiền đã mang về được tất cả là 2 câu trả lời đúng liên tiếp. Xin chúc mừng. Cái lực mạng không có vậy. Không tin được luôn. Cá nào không bao giờ buồn? Vậy là hiện tại tỷ số giữa hai đội là
một đều. Bây giờ sẽ là lượt tiếp theo, hai người khác cũng được, người cũ cũng được, người mới cũng được, để đấu lượt này. Trời ơi, ông Tú nhất đi, anh gánh tim đi Đại, gánh tim em. Là Quang Đại và... Khoa, dám đấu với Đại của anh không? Ok. Chơi luôn đó. Chơi đi. Ôi, cao em quá. Chỉ thua chiều cao thôi. Em lên ghế trước hay là nhường cho Quang Đại? Để em lên trước. Mời Mạc Văn Khoa lên ghế. Vâng, Mạc Văn Khoa lần này chơi như thế nào? Các bạn có thể xem trong chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong bài hát Chim Vằn Khuyên, Chim Vằn Khuyên gặp ai đầu tiên? Có chú chim non nhỏ nhỏ. Anh im lặng được không? Anh im lặng được không? Bác chào Mao. Chính xác. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Trong bài hát này, loài chim nào là chị của Chim Vằn Khuyên? Quá chim, dễ luôn. Chim tinh 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 tinh. Đúng rồi. Chính xác. Yeah. Lê. Không hơn đó, thuộc bài này. Chào chị sao đâu. Chào chị nhá. Tiếp lại đi đi, tiếp lại đi đi. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì trong trắng, ngoài xanh, trồng đậu, trồng hành rồi thả heo vào? Em ơi, em đọc cái ngôn ngữ. Ôi, em nghe em, được trong trắng ngoài. Đáp án em cũng đọc nó hơi rối này đây nè. Cái gì trong cái trắng? Cái gì trong trắng ngoài xanh, trồng đậu, trồng hành rồi thả heo vào? Dễ cái mà. Gì vậy? Cái gì trong trắng ngoài xanh, trồng đậu, trồng hành rồi thả heo vào? Thả heo hay thả neo? Câu này. Thả heo hả? Này ăn nhiều lắm, ăn nhiều cái phở lắm. Người nước ngoài cũng ăn nhiều lắm. Ừ, ăn nhiều lắm mà. Trắng ngoài xanh món gì? Bánh gì? Bánh gì trong trắng ngoài xanh? Ăn mỗi trả lời nhanh lên hết giờ bây giờ. Bánh chưng. Đúng rồi. Không tin nổi luôn á. Em chỉ biết là trong trắng ngoài xanh mình bỏ ba cái lào tào lao vào là không biết được. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con đường nào dài nhất? Dễ mà. Đường gì? Đường đời. Đúng rồi. Yeah. Câu hỏi tiếp theo. Bông diệp không bao giờ nở trừ bông giả. Cái này quá dễ luôn á. Bông ngoài bông giả ra thì còn loại bông nào không nở? Không bông bao gì giờ đây? Nở. Bông bụp. Có bông gì liệt kê ra? Quá có hoa hậu thì phải có bông hậu chứ. Bông bụng. Bông tai. Đúng rồi. Hỏi tiếp theo, đối lập với giày cao gót là gì? Đi thấp. Đối lập với giày cao gót là gì? Trời, giày đi thấp cái gì nữa? Giày thấp gót. Thấp gót. Đúng rồi. Đúng. Không có giày thấp gót à. Trời. Rồi. Trời ơi trời. Bạn sẽ luôn tìm thấy tôi trong quá khứ. Tôi có thể tạo ra hiện tại, nhưng bạn không thể tìm thấy tôi ở tương lai. Tôi là gì? Hả? Tôi chưa nghe kịp nghe câu hỏi luôn á. Bạn có thể. Hết giờ. Đáp án là lịch sử. À, lịch sử. Này, em nghe thấy câu mới tôi là gì không? Ồ, sáu câu từ nãy. Rồi, xin mời bạn sớm. Thường mà. Vậy là Mạc Văn Khoa đã trúng 6 câu đáp án liên tiếp. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ mời bạn chơi tiếp theo. Quốc Đại. Khoa có muốn gửi lời gì cho Quang Đại không? Anh có vội đi đâu không? Vội lắm. Thế tranh thủ nha anh. Cố gắng lên anh, em được 6 câu đó. Rồi, xin mời vô. Rồi, mời Quang Đại. 6 câu đó, ghê chưa? Thiệt luôn hả? Nên dễ lắm. Dạ lắm Đại. Em cứ nhìn là ngôn ngữ hình thể của anh nha Đại. Em đợi em cũng mệt. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ, các bạn sẽ xem Quang Đại chơi như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong bài hát Chim Vằn Khuyên, Chim Vằn Khuyên gặp ai đầu tiên? Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô Hồng. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô Hồng. Trong bài hát
Chim Bạch Quyên gặp ai đầu tiên? Chim gặp bác Trầm Mào. Yeah. Câu hỏi tiếp theo, trong bài hát này, loài chim nào là chị của Chim Bạch Quyên? Ôi, thèm cà phê sữa quá. Sáo nâu, sáo nâu. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, cái gì trong trắng ngoài xanh? Trong đậu, trong hành rồi thả heo vào. Tự nhiên nhớ Tết chết luôn nha. Trời ơi, bánh trưng. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, con đường nào dài nhất? Đường đi. Ở đây đời em đi đường đó, đường đời. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, bông gì không bao giờ nở trừ bông giả? Ui da. Bị gì vậy? 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 Bông tai. Bị gì vậy? Bông tai. Chính xác. Kiếm chỗ nhốt anh Hoàng lại đi. Quang Đại là một người mẫu, tướng tá đẹp vô cùng thì không thể nào không biết câu trả lời này. Đối lập với giày cao gót là giày gì? Giày thấp gót. Yeah. Bạn sẽ luôn tìm thấy tôi trong quá khứ, tôi có thể tạo ra hiện tại, nhưng bạn không thể tìm thấy tôi ở tương lai. Tôi là ai? Than 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 than. Quay thằng chơi. Than than chân mình chạy ra đâu? Chọn cái môn này là chuyên nhất. Bạn sẽ luôn tìm thấy tôi trong quá khứ, tôi có thể tạo ra hiện tại, nhưng bạn không thể tìm thấy tôi ở tương lai. Tôi là ai? Tan 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 tan. Lên xưởng. Trong bài hát Vườn Cây của ba, ba trồng những loại cây nào? Kệ nó đi, không quan trọng. Quan trọng là bây giờ thứ bảy rồi. Trả lời đúng một câu vô chủ nhân. Cây xù xì, cây lạc có gai. Không, chính xác. Ba trồng nhiều những cây dễ thương. Bảy đó bạn. Rất xuất sắc. Bảy bạn cũng tiếp. Như vậy tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về đội của Quang Đại, xin chúc mừng. Và bây giờ là lượt tiếp theo. Nếu như ở lượt này đội Quang Đại tiếp tục thắng là giành quyền bước vào vòng đặc biệt, giành lấy giá trị tiền thưởng là 60 triệu đồng. Còn nếu đội bên đây giành bàn thắng thì hai đều, tỷ số ngang ngửa nhau. Bây giờ cử ai ra? Anh Hoàng lên chơi cho người ta ít nhắc. Ê, mà tôi thi ai nhắc tôi với này trời. Rồi, Hoàng Rapper, bên đúng kia. Đúng rồi. Bên kia. Em lên đi. Hoàng Rapper và Lan Hương. Ai lên ghế trước? Khó khăn để đàn ông đi trước. Sao, ý em sao? Thôi nhường anh áo hồng. Rồi, mời em vào bên trong. Mời Hoàng lên ghế. Hãy cùng đến với Hoàng Rapper không bao giờ trả lời đúng trong chương trình Dành Dự Chớp. Chó gì không sống trên đất liền? Chó biển. Chính xác. Chó gì hả? Chó. Chó gì không sống trên đất liền là chó biển, có nghĩa là hải cẩu đó. À. Mèo gì biết bay? Mèo biết bay. Quá dễ luôn. Là mèo đi máy bay. Biết bay chứ phải nó được chở, nó phải tự bay á. Vậy là sai rồi đó. Thì nó lên máy bay nó cũng được bay mà. Không, không. Đem... chính xác, siêu nhân mèo. Mèo gì? Doraemon. Trời đất ơi. Có một con mèo rất sợ chuột. Là con mèo gì? Câu Doraemon. Này, câu này Doraemon. Chính xác. Có một con chuột rất sợ mèo. Đó là con chuột nào? Ủa giống câu nãy hả? Trả lời. Doraemon. Không, chính xác. Con chuột nào cũng sợ. Trời ơi, con Doraemon là con mèo mà. Ủa trời ơi, không tập trung. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng tôi không có cơ thể, tôi là ai? Cái bàn. Không, chính xác. Đó là cái ghế tựa. Cái lưng bàn cũng có vậy. Cái lưng bàn là cái gì? À quên, mặt bàn. Không tin được luôn. Anh ơi tập trung. Trong bài hát Em Đi Chơi Thuyền, bé đi tổng cộng mấy thuyền? Thuyền rồng. Dịch. Dịch. Bé đi ba con thuyền. Không, chính xác. Hát coi, em đi chơi thuyền. Chơi thao cầm viên. Chim ca hót mừng chào đón xuân về. Thuyền em thì con vịt. Nó bơi bơi bơi. Thuyền em thì con rồng. Nó bay bay bay, bay. Má hỏi em, hôm nay đi chơi thuyền. Vui quá, bà ơi. Mai em về em đi xe lam. Ủa vậy có hai con hả? Chính xác, hai con à. Thuyền rồng và thuyền vịt, bé thích đi cái nào hơn?
Bé thích bằng nhau. Không, chính xác. Bé thích đi xe hơi. Sự tích đầu cao xảy ra vào thời vua Hùng thứ mấy? Cái này dễ. 18. Không, chính xác, thứ 3. Sự tích bánh chưng bánh dày xảy ra vào đời vua Hùng thứ mấy? 18. Không, chính xác, thứ 8. Trời. Cá nào không bao giờ buồn? Hả hả? Cá nào không bao giờ buồn? Cá mặt hại. Chính xác. Hãy cho biết quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không giáp với biển. Cái này quá dễ. Trời ơi. Cái này mà không biết nữa thôi thì không hiểu làm sao luôn á. Lào. Chính xác. Tại sao? Không nữa anh ơi. Tại sao không giáp biển? Tại vì giáp mấy nước khác rồi. Giỏi á. Hay á. Mới số 2 à. Mắm tôm làm từ tôm. Mắm mực làm từ mực. Mắm tép làm từ tép. Mắm nem làm từ gì? I got the pen. Có còn gì là nem trời. I got the pen, I got the app. À, mắm nem hả? Mắm nem làm từ khóm dứa thơm. Tào lao. Mắm nem là làm từ cá. Cá gì bằng cái vùng? Vùng xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng được. Quá dễ, trong thơ văn rất nhiều. Cái gì anh đọc nhanh, anh không kịp luôn. Cái gì bằng cái vùng? Vùng xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng được. Trắng, 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 trắng. Hết giờ luôn. Như vậy là sau thời gian miệt mài trả lời một cách vô tội vạ, Hoàng Cát Cơ đã mang về hai đáp án đúng liên tiếp. Xin chúc mừng. Bây giờ chia tay với Hoàng Rapper, chúng ta gặp gỡ cô gái xinh đẹp Lan Hương. Phải làm mặt nguy hiểm chứ anh. Em thấy bướng hết mồi luôn. Em thấy đổ mồi không? Em thấy. Đó. Nhiều không anh? Nhiều. Nhiều. Hai câu. Có học hỏi kinh nghiệm gì từ anh Hoàng không? Em nghĩ là không cần em thiết đâu. Em thông minh như anh là được. Thôi lên ghế. Mời lên ghế. Giờ sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Lan Hương chơi như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp? Câu hỏi bắt đầu. Chó gì không sống trên đất liền? Hải cẩu. Chính xác. Chính xác. Mèo gì biết bay? Doraemon. Mèo máy Doraemon. Chính xác. Chỉ cần một câu nữa thôi là hai đẹp. Một câu nữa thôi nha. Dạ. Có một con mèo rất sợ chuột. Hỏi đó là con mèo gì? Mèo Doraemon. Chính xác. Quá hay. Quá hay luôn. Câu hỏi tiếp theo. Có một con chuột cực kỳ sợ con mèo. Hỏi đó là con chuột nào? Chuột nào cũng sợ mèo hết. Chính xác. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng tôi không có cơ thể. Tôi là gì? Cái bàn. Cái bàn. Cái bàn có lưng đâu. Bạn bè với cái bàn đó. Đáp án là cái ghế tựa. À, cái ghế tựa. Đúng rồi. Anh nghe 4 cái chân em lên cái bàn. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dạ. Trong bài hát Em đi chơi thuyền, bé đi tổng cộng mấy thuyền? Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên. Chim ca hót mừng chào đón xuân về. Đi một thuyền thôi chứ, đúng không chị? Không, chính xác. Em tiết kiệm quá đi vậy. Đi hai thuyền. Thuyền rồng với thuyền Việt. Tốt à, tiền. Đúng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thuyền rồng và thuyền Việt, à, bé thích đi cái nào hơn? Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên. Thuyền em thuyền con dịch hình nó bay bay bay. Thuyền em thuyền con rồng, nó bơi. Tiếp đi, tiếp khách, tiếp đi. Còn rồng. Má dặn em ngồi yên khi đi trên thuyền. Vui quá là vui vẻ, em về em đi xe hơi. Em đi xe hơi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi đâu có một loại đâu tôi biết. Câu hỏi tiếp theo. Sự tiết trầu cau xảy ra vào thời vua Hùng thứ mấy? Câu này là khá hóc búa. Trả lời đi. Nãy chưa tới mức 8 đúng không ta? 18 hả? Không, chưa sai. Nhắc vào nào. Thứ 8. Thứ 8 hả? Đã bắt 8 rồi nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sự tích bánh chưng bánh dày xảy ra vào thời vua Hùng thứ mấy? Thời vua Hùng thứ mấy? Đúng rồi. Thứ 5. Không, chưa sai. Thứ 8. Câu hỏi tiếp theo. Cá nào không bao giờ buồn? Cá nào không bao giờ buồn? Cá chết hả chị? Cá chết. Cá chết hả chị? Cá chết.
xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hãy cho biết quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không giáp với biển? Không giáp với biển? Lao. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Mắm tôm làm từ tôm, mắm mực làm từ mực, mắm tép làm từ tép. Vậy thì mắm nêm làm từ gì? Mắm nêm làm từ hình như là con cá linh phải không? Không, là được cá, linh làm từ cá. Một chữ thôi. Cá. Chính xác. Tôi đi theo. Cái gì bằng cái vùng? Vùng xuống ao đào chẳng thấy lấy chẳng được. Hả? Cái gì bằng cái vùng? Vùng xuống ao đào chẳng thấy lấy chẳng được. Cái tức là nửa cái gì phần cái mặt trăng hả? Chính xác. Còn tiếp theo, bên chị bắt chị bắt tay. Hết giờ. Rồi xin mời bạn Sơn. Dạ. Vậy là bạn Lan Hương đã trúng đáp án liên tiếp 4 câu. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, rất hấp dẫn. Tỷ số hiện nay là 2 đều. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi phụ. Mời đại diện của hai đội. Hoàng Thảo Minh Thục hỏi thêm bao giờ gánh tìm đi em. Cái gì vậy? Không cho nhanh lẽ. Siêu tượng đảo, siêu tượng đảo. Sao vậy? Thế rồi bên mình giờ sao? Bao lên đi Khoa. Điên này, người đàn ông cũng duy nhất của đội. Bây giờ sẽ có câu hỏi dành cho hai bạn. Bạn nào biết dành quyền trả lời bằng cách chạm tay vào đây trong thời gian 10 giây suy nghĩ và trả lời. Nếu trả lời đúng, chiến thắng, trả lời không đúng, người còn lại cũng sẽ được 10 giây trả lời. Còn nếu cả hai đều không chính xác, chúng ta đổi câu hỏi khác. Đến khi nào có người chiến thắng thì thôi. Và bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Câu này rất khó. Nếu có 6 quả táo và bạn lấy đi 4 quả, số táo bạn có là bao nhiêu? 5 4 Chính xác. Tay anh dài quá. Sao dài? Tay ngắn quá hả? 4 hả? Đáp án là 4 quả. Vì sao? Có tất cả là 6 quả. Bạn lấy đi 4 quả thì bạn có bao nhiêu? Thì vẫn có 4 quả mà thôi. Như vậy là kết quả đã có. Mời tất cả các bạn lên sân khấu. Yeah. Yeah. Xin mời. Tuyệt vời. Đội của Khoa rất xuất sắc. Bằng sự duyên dáng và hóm hỉnh của mình, nhưng không vượt qua được nhiều câu hỏi, ra về với 9 triệu đồng. Và đội bước vào vòng đặc biệt, đó chính là đội của Quang Đại. Xin chúc mừng. Yeah. Yeah. Của chương trình nhanh như chớp. Đây là vòng có duy nhất một câu hỏi liệt kê. Trong vòng 60 giây, các bạn sẽ phải đưa ra 20 đáp án mà chương trình yêu cầu. Dạ vâng. 60 giây là thời gian không quá ngắn, đủ để các bạn kiếm về 60 triệu đồng. Phối hợp nhịp nhàng. Phối hợp nhịp nhàng nha anh em. Nếu không chiến thắng vẫn ra về với 15 triệu đồng tiền thưởng. Ok. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Câu hỏi của chúng ta như sau. Hãy kể tên 20 loại trái cây nhiều hơn một hạt. Nhiều hơn một hạt. Thả lỏng. Nhanh. Thế. Đu đủ. Cà. Sầu riêng. Mít. Mắng cầu. Táo. Mít. Nho. Chôm chôm. Chôm chôm một hạt. Qua. Bí đỏ. Qua đi. Bí đỏ. Ở trái cây mà. Bí đỏ đâu. Dưa hấu. Dưa hấu chính xác. Dưa can. Chính xác. Dưa lưới. Chính xác. Cà tím. Chính xác. Ê gì? Cà tím không hạt. Chính xác. Cà tím. Cà chua. Không, bỏ đi. Tên Lê. Lê chính xác. Cà chua. Táo. Táo rồi. Bơm. Chính xác. Nhanh. Táo xanh. Táo xanh rồi. Táo đỏ. Chính xác. Nhanh. Cái gì? Raspberry. Raspberry. Dùng. Cherry. Ôi mày cherry một hộp. Raspberry. Blueberry. Đu đủ. Đủ rồi. Nhanh nó xấu chê.
Strawberry là không có hạt. Thì nói đại thôi biết. Raspberry không có hạt. Raspberry là trái mâm xôi đó, không có hạt nha. Chứ strawberry mới có hạt, là lòng hạt ở ngoài. Đúng rồi, strawberry thì có hạt, là trái dâu. Dâu. Như vậy là sau 60 giây các bạn đã trả lời được tất cả là 20 đáp án. Đó chỉ là niềm mơ ước. 16 đáp án đúng. Giỏi rồi, ruột nó đứng nè. Dù gì cũng rất là giỏi rồi. Thời gian nó áp lực rồi, mình nghĩ nó không kịp thôi, chứ vậy là giỏi rồi. 16 loại, quá giỏi. Kính thưa quý vị thân mến, họ đã rất giỏi và họ xứng đáng mang về tiền thưởng 15 triệu đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Hẹn gặp lại. Lớp mình xuất sắc nhất là cái gì? Thì học giỏi thôi ạ. Thái Trinh là một cô gái rất là yếu đuối, nhẹ nhàng, thì em nghĩ là để đối trọng với cô gái này thì em sẽ lên à. Là Phương Linh, em hiện nay khỏe không? Dạ khỏe ạ. Cảm ơn anh khỏe không ạ? Anh cũng không ổn lắm. Gái về một anh nhân viên văn phòng và cô gái bên Thái lạc vào. Em là Na Cha. Na Cha.